Hot hot hot. Alpha 1P ra mắt theo nhiều bộ mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Dự đoán 1P 1059, tiên thưởng Sabo, quân cách mạng, hải quân triển khai SSG. Hello hello, Samsoi Channel chào mừng các bạn đến với bảng hải tặc của bọn mình. Khép lại chương 1058, được một dịp hóng drama về thương vụ cá mập vỗ mông. Cá mập vỗ tay, đá bay chiếc ghế số 3 của lông mày xoắn. Cá mập ở đây là Jimmy các bạn nhá. Nhắc nhẹ kẻo mọi người lại bảo tớ ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm. Chưa kể đâu đó vụ tranh cãi liệu Bucky lên tứ hoàng có xứng đáng. Một tuần tranh luận sôi nổi trên các fanpage. Anh em xem 1P vui vẻ thôi, quạo quá. Tất cả được Oda giải thích rồi đấy. Tranh cãi cho vui, chứ đừng gay gắt. Sau đây là một số dự đoán hấp dẫn về chương mới tuần sau. Spoil tí, có liên quan đến idol Sabo và anti-idol dâu đen. Bây giờ thì đến ngay với Predict Chapter 1059. Tiền thưởng Sabo, quân cách mạng, hải quân triển khai SSG. Get go thôi! Cuộc đối thoại của Sabo. Alo, Sabo đây. Tiếng nói tổng tham mưu trưởng vang lên cuối chương trước, báo hiệu một sự kiện khủng bố sắp tới của quân cách mạng. Đường dây kết nối với nữ quốc Kamabaka đã bị hải quân nghe lén. Tất cả thông tin của cuộc đối thoại sẽ bị dò dỉ. Nhưng các chỉ huy quân khởi nghĩa cũng đầu khờ đến nỗi không hề biết đến chuyện đó. Có thể họ chấp luôn việc hải quân dở chiêu trò, vì giờ đây quân cách mạng đã có những bước đi mạnh mẽ. Dragon mừng vì Sabo còn sống, nhưng ông không tha thứ nếu anh giết chết đức vua Riku. Sự thật như nào, Kuma sẽ là người trình bày. Ad tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu có gì bất chắc, các chỉ huy Molly, Karasu, Lindbergh đã không tỏ ra thoải mái như thế. Bỏ qua sự cố được coi là vụ oan cho tổng tham mưu viêm đế Sabo, độc giả đang quan tâm hơn nơi anh đang thuộc về và ai đó ở bên cạnh. Chủ nhân của trái quỷ Meramera quyết định tách nhóm không cùng các chỉ huy về lại căn cứ, qua đó tiếp tục đi lẻ chờ thời. Anh đang tự mình thực hiện một nhiệm vụ bí mật chưa được sự cho phép của thủ lĩnh Dragon. Với việc nhà vua Alabasta bị ám sát, tin tức nàng công chúa Vivi mất tích lan truyền khắp thế giới. Có nhiều giả thuyết đang hướng về việc Vivi và Karue đang ở cùng Sabo để tìm đến Luffy nhờ giúp đỡ. Đây là câu chuyện cá nhân nên viêm đế không muốn quân cách mạng nhúng tay vào. Có lẽ anh điện đàm với căn cứ là để thông báo về việc anh sẽ đưa Vivi đến bằng mũ rơm. Tất cả sẽ được tiết lộ ở chapter tiếp theo. Tiền thưởng mới quân cách mạng. Một thông tin đáng chú ý nữa liên quan đến lực lượng quân khởi nghĩa, những người đã góp phần quẩy nát thánh địa Marijoy vài tuần trước. Sự kiện này làm chấn động toàn thế giới, một nơi được xem là cấm kỵ với tội phạm, nhưng lại để lọt rất nhiều cái tên đình đám đối đầu trực tiếp với chính quyền. Hơn thế, họ tạo ra sự hư hại danh tiếng trầm trọng dành cho những kẻ đứng đầu. Nhà vua Cobra bị ám sát trên danh nghĩa tội ác thuộc về Sabo. Cựu thất vũ hải nô lệ hạng nhất bạo chúa Kuma bị cướp đi, và việc cả hai đô đốc không thể bắt giữ được bất cứ tòng phạm nào. Từ đó danh tiếng của quân cách mạng càng lên cao, với việc Sabo được phòng tặng viêm đế theo những câu từ vẽ vời của lều báo Morgan. Sau đây là mức truy nã được dự đoán những người đã tham gia vào sự kiện chấn động ở Marijoy. Molly, Okama chỉ huy sư đoàn phía Tây, đóng góp vị trí hỗ trợ lớn với năng lực đào hầm. Chắc chắn ông ấy đã giúp cả bang trốn thoát bên dưới lòng đất để thoát khỏi sự truy đuổi của hải quân và chính quyền. 290 triệu Bailey, con số sẽ tăng lên khoảng 240 triệu dựa vào công lao trong sự kiện này. Lindbergh, nhà khoa học công nghệ, chỉ huy sư đoàn biển Nam, một chiến binh mạnh mẽ và cực kỳ thông minh, một chiến lược gia tài tình. Số tiền truy nã được ước tính 314 triệu Bailey, được dự đoán sẽ tăng lên thêm 200 triệu Bailey, lên 514 triệu, rất xứng đáng. Karasu, chiến binh thiện chiến nhất trong 4 chỉ huy, sở hữu năng lực kỳ lạ liên quan đến loài quạ. Anh sở hữu tiền thưởng cao thứ hai, 400 củ, và rất nhiều khả năng sẽ trở thành người đứng đầu khi tấm poster mới được công bố. 700 triệu Bailey là con số được đưa ra. Bạo chúa Kuma, ông từng là thất vũ hải có giá 296 triệu Bailey, tự mình giao thân cho hải quân để về gặp bằng nghiên cứu. Sau khi được những người bạn quân cách mạng cứu thoát, con số có thể giải phóng lên 850 triệu Bailey, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục được sức mạnh vốn có. Cuối cùng, người chủ mưu gây lên náo loạn toàn thánh địa vượt qua được sự truy đuổi của hai đô đốc và đưa Kuma thoát khỏi Marijoy với danh hiệu Viêm Đế, con số dành cho anh trai Luffy chắc chắn không thể thấp, thậm chí còn được so sánh mức độ nguy hiểm cao hơn ngài thủ lĩnh Dragon. Mức truy nã cũ của anh là 602 triệu Bailey. Mình tạm đoán nó tăng lên khoảng 2,5 tỷ Bailey cho những gì anh đã làm, cộng thêm mức đe dọa với chính quyền. Anh em nghĩ sao về các mức truy nã mới dành cho các chỉ huy quân cách mạng? Con số nào thích hợp nhất với Viêm Đế Sabo các bạn nhờ? Số phận của Hancock, Weavin. Trong số các Shichibukai bị phế truất, mới có hai người lộ mặt là Mihawk và Bucky. Cùng với Crocodile, họ thành lập lên tổ chức Crossguy, ba cựu thất vũ hải cùng chung một team.
hải quân lầm tưởng Bắc Kỳ là kẻ đứng đầu nên phóng cho hắn danh hiệu tứ hoàng. Mọi chuyện vỡ lẽ chúng ta đã biết ở chương trước 1058. Rõ ràng đó thực sự là một trò hề bác Oda dành cho độc giả. Sau khi biết được tình trạng của chúa hề và mắt diều hầu vẫn bình an vô sự, mọi người tiếp tục hướng sự chú ý đến nữ hoàng hải tặc Boa Hancock và con trai tin đồn dâu trắng Edward Greenville. Không có chuyện các cựu thất hoài đều an toàn sau cuộc tấn công dồn dập của hải quân. Mình tin rằng hai người này không may mắn thoát khỏi sự nguy hiểm như Mihawk và Bucky. Với trường hợp của Boa Hancock, cô bị truy sát bởi Kobe. Chưa biết ai mạnh hơn, cơ mà đây thực sự là một kèo đấu Luffy. Cả hai đều móc nối với nhau bởi thuyền trưởng Luffy mũi rơm. Còn với Greenville, tên này khá đơn độc, nếu không muốn nói là hơi đần. Hai mẹ con nhà họ khó lòng sống sót ở tân thế giới, vì vậy khả năng cao họ sẽ tham gia một băng tứ hoàng hoặc đầu quân cho chính quyền là rất cao. Nếu chọn phe hải tặc, mình nghĩ không có nơi nào phù hợp hơn thằng Tít Giang Thừa. Dâu đen xuất hiện. Như đã nói, nếu Greenville gia nhập băng dâu đen, đây sẽ là chiếc cầu nối tốt để clan của hắn quay trở lại với cuộc chơi. Cả tóc đỏ lẫn tứ hoàng khác đều đã có hành động quyết liệt cho kho báu One Piece. Một kẻ như Tít sao có thể đứng ngoài làm khán giả được? Sự im lặng của một kẻ mưu mô là cực kỳ nguy hiểm. Hắn án bình bất động, chỉ có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch lùi một bước, tiến ba bước. Ba trong số bốn tứ hoàng thời đại mới đã ra mặt. Duy nhất mỗi dâu đen im hơi lặng tiếng. Kẻ xuất hiện sau cùng luôn mang tới sự bất ngờ. Pagoda hẳn đã sắp xếp xong để Tít không bị thua kém so với phần còn lại. Hai tân tứ hoàng Bucky, Luffy debut phát toàn ba tỏi đổ lên. Thậm chí Mihawk không phải Zonko cũng có giá gần bằng xanh tóc đỏ. Chưa kể phía sau hai tân tinh Law Kid, mỗi người cũng chạm mốc 3 tỷ. So với thời đại tuổi trẻ lên ngôi, xem ra dâu đen đang vô tình bị tuột lại với truy nã 2.247.600.000 Belly. Các bạn có đồng ý rằng mức tiền thưởng hải quân đưa ra đang mất giá quá không? Nếu không nhanh chóng mang tên tuổi quay trở lại, vị thế người thay chỗ dầu trắng của dâu đen sẽ bị hư hại trầm trọng. Mình cho rằng thuyền trưởng con tàu Saber of Sebek sẽ có màn comeback không kém gì sành tóc đỏ ở cuối trường Wano. Tất nhiên là ở chiếu hướng đắc bùn hơn nhiều. Tiền thưởng của dâu đen sẽ tăng lên, thậm chí là còn vượt xanh chạm mốc 4.2 tỷ. Khoảng thời gian vừa qua Mai danh ẩn tích, có thể hắn đã âm thầm gây ra sự kiện chấn động không kém. Công cuộc thu nạp đồng minh, truy tìm trá quỷ vẫn luôn là một mục tiêu hàng đầu. Aokiji đã liên minh, giờ đây nếu có thêm Greenville hay cái tên nào tương tự, thế lực băng dâu đen còn được đánh giá cao hơn cả Crossguy có tuổi đời non trẻ. Hải quân triển khai SSG. Sống ở thời đại hải tặc lam loạn, che chưa giả, mang đã mọc tùm cả khu rừng. Thủy sư đô đốc Akainu chính là người đang đau đầu đi giải quyết từng chuyện. Nhưng vì quá nhiều chuyện đến cùng lúc nên không có cái nào ra hồn cả. Sướng cho Sengoku cũng là nỗi đau đáu cho Sakazuki. Tưởng ghế thủy sư ngon nghẻ, ai dè chỉ là tấm bia đỡ đạn cho chính quyền mắng mỏ. Chúng ta sẽ triển khai chiến tranh trên mọi mặt trận. Câu nói nghe có vẻ hùng hồn. Ấy vậy độc giả thưa sức cảm nhận được nỗi bận tâm khốn khó của ngài chó đỏ. Sự vùng vẫy bắt buộc trong bất lực. Vì miếng cơm manh áo, Sakazuki lại phải căng mình chống đỡ các lực lượng đang hăm hè san băng tổng bộ hải quân lẫn chính phủ thế giới để chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực. Thực tế họ đã có kế hoạch đường dài khi bãi bỏ Shichibukai và bổ nhiệm thay thế bằng tổ chức khoa học SSG. Chúng ta biết rằng đội quân Cyborg PX5 chỉ là bản thử nghiệm được xem là sản phẩm lỗi chưa hoàn chỉnh. Tự hỏi bản Beast Mode còn ghê gớm đến cỡ nào? Với đầu óc thiên tài của Vegapunk, không quá ngạc nhiên tại sao họ lại tự tin phế truất Thất Vũ Hải, một trong ba thế lực giữ cân bằng đại hải trình. SSG vẫn chưa có màn debut chính thức nào, độc giả chỉ được nghe về nó qua những câu thoại, chưa hề có một hình ảnh nào được dò dỉ ra bên ngoài. Điều đó cho thấy hải quân xem trọng lực lượng khoa học công nghệ này như thế nào. Con át chủ bài chống lại các băng tứ hoàng và lực lượng quân cách mạng. Đã đến lúc SSG lộ diện, một cuộc chiến tổng lực trên mọi mặt trận đang được chuẩn bị, bên nào cũng có đồ chơi xịn. Why? Át cứ tưởng tượng đến viễn cảnh tất cả băng tứ hoàng, hải quân, chính phủ, quân cách mạng combat đánh nhau 7-7-49 ngày thì ối rồi ôi, đỉnh cao của One Piece là đây chứ đâu. Tiền thưởng Killer Beppo. Trời tối thui sao chót, thông tin cuối cùng được dự đoán sẽ xuất hiện trong chương 1059, có thể sẽ là cập nhật tiền thưởng của hai thuyền phó bằng Kid và Lo. Át không rõ truy nã các thành viên khác như nào, nhưng riêng Killer và Beppo phải được cập nhật. Hai thanh niên được quan tâm nhiều nhất trong băng ve chai và băng hớt. Đối với Killer, truy nã của anh chắc chắn sẽ không thể vượt qua được Zoro, nhưng vẫn xứng đáng có một cái giá khá cao. 950 triệu Belly, cánh tay phải thuyền trưởng siêu tân tính 3 tỷ Belly, như vậy mới xứng đáng được Zoro sát cánh cùng chứ. Riêng Beppo, gâu chó cũng giống Chopper, được tác giả cho ăn quả trôn 500 Belly. Sau Aquano, át chưa nghĩ ra được con số phù hợp nhất. Thôi thì cứ tạm gán 5.000 Belly, tăng gấp 10 lần như chủ tịch hội thú cưng đi. Một vài thành viên khác khó có thể dự đoán tiền truy nã vì chúng ta còn chưa biết rõ sức mạnh cũng như tiền thưởng cũ là bao nhiêu. Mong át ưu ái hơn các thủy thủ đoàn trên hai con tàu đồng minh với Sunny ở Wano. Ok, trên đây là video dự đoán One Piece 1059, tiền thưởng Sabo, quân cách mạng, hải quân triển khai SSG. Anh em hãy thể hiện trình độ chém gió về chap mới bằng cách comment bên dưới nha. Yup, giờ là lúc chào đón ba bạn may mắn lên sóng TV luôn và ngay.
quên ngủ. Chúc anh một ngày vui vẻ. Đặt cái tên khó chịu thế nhở. Thế cuối cùng con ngu ngơ không đây? On hell lê luốc. Dạo này idol tụt view quá, làm YouTube short để kiếm tiền đi bro. Vậy mà các bạn còn xem chua không like, subscribe cho ad nữa. Tết này bánh chưng lại không có thịt rồi. Boa Hàn Cốc. Lúc nhỏ Luffy dễ thương, lớn lên đẹp trai. Bà Boa dạo này chịu khó bình luận về Luffy thế nhở. Bà còn sống không đây? Nếu gặp nguy hiểm, hãy ấn tín hiệu SOS cho cộng đồng biết với nha. Như vậy là video đã kết thúc rồi. Nếu thích nội dung ad vừa chia sẻ, ấn nhẹ một like, đăng ký kênh để luôn ủng hộ các tiền sói các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại clip mới vào ngày mai. Bye bye! Wow wow wow! Thuyền trưởng Sam Soi mở shop mô hình anh em ơi! Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link vô tả nè. Vô thôi!